Chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Trang. Trong thời gian vừa qua, cô nhận được khá là nhiều câu hỏi nói rằng: cô ơi, em muốn học tiếng Anh nhưng mà em chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Chính vì vậy, cô đã quyết định xây dựng lên chuỗi bài giảng tiếng Anh online dành cho người mới bắt đầu để giúp các bạn không có điều kiện theo học trực tiếp tại trung tâm thì các em vẫn có cơ hội theo đuổi cái ước mơ chinh phục tiếng Anh của mình. Vậy thì chúng mình học cái gì đầu tiên từ bây giờ nhỉ? Khi mà chúng mình nói là chúng mình học từ đầu, đầu tiên chúng mình sẽ học gì nhỉ? Bảng chữ cái trước. Đấy, thì cô mời các em quan sát lên màn hình giúp cô. Cô đã có bảng chữ cái gì nhỉ? Tiếng Anh ở đây. Đấy, thế thì bảng chữ cái tiếng Anh nó sẽ khác như thế nào so với bảng chữ cái tiếng Việt? Chắc chắn là khác nhiều rồi. Khác thứ nhất đó là khác cách đọc. Chính vì vậy mà cô cũng chuẩn bị cho chúng mình gì nhỉ? Cái phiên âm quốc tế của nó. Tại sao chúng mình lại phải học phiên âm quốc tế? Bởi vì cái điều này nó sẽ hỗ trợ rất là đắc lực trong quá trình mà các em tra từ điển để các em có thể đọc các từ một cách chính xác giống như là người bản địa. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình cùng nhau đi vào học cách đọc bảng chữ cái tiếng Anh. Mỗi một chữ cô sẽ đọc là 2 lần. Các em bắt chước và đọc theo nhé. Mặc dù đây là khóa học online nhưng cô cũng rất là hy vọng là chúng mình ở xa nhà chuẩn bị cho cô sách, vở và gì nhỉ? Bút để chúng ta có thể là ghi chép những cái điều mà chúng mình cần phải lưu ý. Rồi, thì chúng mình cùng nhau bắt đầu đọc nhé. Nào, các em quan sát này. Chữ cái này A. A. Chữ cái này B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. Chữ cái này thì tiếng Việt, trong bản chữ cái tiếng Việt mình không có, đúng không? Mình hay gọi là chữ V kép, nhưng mà nó đọc là gì đấy? W. W. X. X. Chữ này. Y. Y. Và cuối cùng Z hoặc là Z. Các em ơi, chữ này có hai cách đọc nhá. Nếu như là người Anh họ sẽ đọc là Z. Thế còn Anh Mỹ ấy, tiếng Anh Mỹ họ sẽ đọc là gì đấy? Là Z. Thế thì khi mà chúng mình học về bảng chữ cái tiếng Anh các em ạ, sẽ có một số những cái cặp chữ cái mà nó hay bị nhầm lẫn. Nhầm lẫn ở đây chính là nhầm lẫn về cách đọc. Thế thì chúng mình cùng ghi nhớ giúp cô nhá. Nào, những cặp chữ cái dễ nhầm lẫn về phát âm. Thứ nhất đó là chữ A và chữ R. Như chúng mình vừa thấy cô đọc chữ R là gì đấy? Là R. Nhưng mà khi mà nhiều bạn chưa quen thì nghe thấy R thì lại ghi ngay cho cô là gì ấy? Là chữ A. Nhưng mà như thế không phải đâu em ạ. Đấy, mình phải ghi nhớ giúp cô nhá. Chữ A sẽ được đọc là gì đấy? A. Còn chữ R sẽ được đọc là R. Rồi, cặp chữ cái thứ hai chúng mình hay nghi ngầm đó là gì nhỉ? Chữ E và chữ Y ngắn em ạ. Chữ Y ngắn chúng ta sẽ được đọc là gì? I. Nhưng mà chữ E lại được đọc là gì đấy? Là Y. Vậy thì nhiều bạn cứ nghe thấy Y lại ghi ngay là chữ Y ngắn, nhưng mà không phải đâu, chúng mình phải ghi là chữ gì đấy? Chữ E. Đấy, sang cặp thứ ba đó là chữ gì nhỉ? Chữ G và chữ này chúng ta gọi là chữ G trong tiếng Việt đúng không? Đấy thì chữ G mình sẽ được đọc là gì đấy? Là G. Nhưng gì nhỉ? Chữ G này sẽ được đọc là gì đấy? Là J. Đấy thì các em phải lưu ý giúp cô nhá. Chữ này là gì? G, còn đây là J. Rồi, cặp cuối cùng nó khá là không gặp nhiều đâu em ạ, không phổ biến, nhưng mà cô cũng liệt kê ra ở đây đấy, trong trường hợp mà chúng mình có nghe thấy chúng mình biết cách phân biệt. Nào, chúng ta có chữ H. Chữ H em ạ sẽ được đọc là gì đấy? H. Đấy. Nhưng mà số 8 chúng mình sẽ được đọc là gì đấy? H. Nó chỉ khác cái gì nhỉ? Cái âm cuối em ạ. Sau này chúng ta học khóa phát âm chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Cái đó được gọi là ending sound đúng không? Nhớ nhá, chữ H mình sẽ đọc là gì đấy? Là H. Thế còn số 8 mình sẽ đọc là gì đấy? Là H. Rồi, nào, bây giờ cô muốn kiểm tra xem là chúng mình đã thực sự nhuần nhuyễn, đã thực sự là phân biệt được cái số 8 hay là chữ H chưa? Bằng cách là cô sẽ đọc 4 lượt tất cả. Sau đó chúng ta sẽ ghi chép lại xem là cô đọc số 8 hay là chữ H. Nào, chúng mình cùng bắt đầu này. Cô đọc đầu tiên nhá. 8 8 H H. Rồi, các em đã có đáp án của mình chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án nhá. Đó. Nào, cô đã đọc là gì nhỉ? Hai số 8 trước, sau đó là gì? Hai chữ H, đúng không?
Bạn nào mà gì nhỉ? Chưa đúng nhá, thì phải back lại để nghe cô đọc, sau đó so lại đáp án với cô. Em đồng ý không? Rồi, thế thì khi mà mình học về bảng chữ cái thì nó có cái tác dụng gì không? Câu trả lời là cực kỳ hữu ích em ạ. Sau này chúng ta thi IELTS chúng ta sẽ thấy. Đấy, trong cái part 1 của đề thi IELTS sẽ là hai người hỏi nhau về cái thông tin của nhau và sẽ hỏi về tên. Và nếu như mà muốn biết người kia tên viết như thế nào thì chúng mình sẽ làm sao nhỉ? Hỏi xem họ đánh vần như thế nào. Đấy cũng chính là cái nội dung cô sẽ giới thiệu cho chúng mình bây giờ. Tức là cấu trúc chúng ta dùng để hỏi người khác tên là gì cũng như là đánh vần tên như thế nào. Đấy, thế thì cấu trúc mà chúng mình dùng để hỏi tên của người khác chúng mình sẽ hỏi là gì? What is your name? Em nhớ nhá. What is your name? Và chúng ta sẽ có một công thức trả lời là my name is. Sau đó chúng mình cộng với tên của mình. Tên cô là Trang thì cô sẽ nói là my name is Trang. Rồi, trong trường hợp mà các bạn không biết là cái tên cô Trang thì sẽ được đánh vần như thế nào thì chúng ta có thể hỏi lại là gì? Cô ấy thế, tên cô đánh vần như nào? Thì mình sẽ sử dụng cấu trúc gì nhỉ? Các em quan sát này. Đấy, sẽ là gì đấy? How do you spell it? Đấy, it ở đây nó sẽ bằng gì đấy? Trang đấy. À, bạn đánh vần tên nó như thế nào đấy? Cái tên Trang là gì đấy? Nào, chúng ta đánh vần thì chúng mình sẽ phải sử dụng cách đọc bảng chữ cái đúng không em? Để chúng mình sẽ đánh vần tên là gì đấy? Nào, đánh vần tên cô nhá. Sẽ là gì đấy? T-R-A-N-G. Rồi, chúng ta quan sát cái ví dụ ở dưới cho cô này. À, bây giờ ở trên là cô dùng tên tiếng Việt rồi. Bây giờ chúng ta thử làm ví dụ tên người nước ngoài xem nào. Nào, chúng ta cô muốn hỏi một bạn tên là Harry chẳng hạn thì cô sẽ hỏi tên anh ấy đánh vần như nào, cô sẽ hỏi là gì đấy? How do you spell your name Harry? Đấy, Harry ơi, tên của cậu đánh vần như thế nào đấy? Mình sẽ đánh vần như sau. H-H-A-R-R-Y. Các em ạ, trong cái tên của anh Harry này, nó có hai chữ R. Đấy, thì nó có một cách khác để đánh vần đó là gì đấy? H-A, hai chữ này chúng ta sẽ đọc là double R và Y. Đấy, em thấy không? Thế thì chúng mình lưu ý giúp cô nhá. Khi mà gì nhỉ? Đấy, hai chữ cái đi liền với nhau thì có thể được đọc là gì đấy? Double. Đấy, chúng ta cùng nhau làm thêm một ví dụ nữa cho chắc nhá. Nào, ở đây chúng ta thấy có một cái tên là William. William. Em thấy là có trong tên này xuất hiện hai chữ L. Đấy, thế mình sẽ có hai cách đánh vần đúng không? Cách đầu tiên là gì đấy? Chúng ta đánh vần từng chữ một sẽ là gì? W I L L I A M. Còn cách thứ hai ngắn gọn hơn đúng không? Sẽ là W I double L. Đó, double L là hai chữ L. Sau đó là gì? A M. Rồi, thế thì vừa rồi mới là lý thuyết thôi. Sau đây chúng mình cùng nhau luyện tập nhá. Chúng ta luyện tập đánh vần tên một số những nhân vật nổi tiếng. Cô biết, cô tin chắc rằng chúng ta ai cũng biết nhân vật này là ai. Ca sĩ rất nổi tiếng Justin Bieber đúng không? Nào, thế thì Justin Bieber anh ấy, tên của anh ấy sẽ được đánh vần như thế nào? Chúng ta quan sát nhé. Nào, chúng ta thấy có gì nhỉ? Đây, Justin Bieber. Chúng mình cùng nhau luyện tập đánh vần. Chữ cái đầu tiên sẽ là gì đấy? J-O-G. Nhớ nhá, chữ đầu tiên sẽ là J, đúng không? Không được nhầm. Nào, chúng ta đánh vần nào. J-U-S-T-I-N-B-I-E-B-E-R. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang đánh vần tên nhân vật thứ hai các em nhá. À, chúng mình quan sát này. Đây là ca sĩ Katy Perry, đúng không? Tên cô ấy là gì đấy? Được biết là Katy Perry, thế thì chúng mình sẽ đặt đánh vần tên của anh như nào? Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Nào, K-A-T-Y P-E. À, lại có hai chữ R. Cách thứ nhất sẽ là gì đấy? R-R-Y. Cách thứ hai là P-E-R-R-Y. Đó. Các em ạ, cái công thức mà chúng mình dùng để hỏi người khác là đánh vần tên như thế nào? Thế thì ngoài cái công thức dùng để đánh vần tên ra thì nó sẽ có cái công dụng khác. Là trong trường hợp và ví dụ nhá, chúng ta không biết là một từ vựng nào đó trong tiếng Anh sẽ được viết như thế nào thì chúng mình cũng sẽ sử dụng công thức đấy để chúng ta hỏi. À, ví dụ như là cô không biết cái từ family sẽ được đánh vần như thế nào chẳng hạn thì cô sẽ hỏi là how do you spell the word family? Bạn ơi, bạn đánh vần tên chữ cái từ family như nào đấy? Thế thì chúng mình sẽ đánh vần là gì đấy? Đánh vần các chữ cái riêng lẻ thôi đúng không? Sẽ là gì đấy? F-A-M-I-L-Y. Đó. Đấy, các em thấy là bảng chữ cái vừa học xong bài đầu tiên thì thấy em thế nào? Nó cũng không quá khó đúng không? Rất là dễ. Đấy, thế thì cô hy vọng là chúng mình sẽ về nhà luyện tập thật kỹ cách đọc bảng chữ cái tiếng Anh để sang bài thứ hai chúng ta thuộc hết rồi. Đấy, thế thì đây là nội dung chính của bài ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo. Chào các em.